Hỡi tất cả nghĩa binh, dạ, ta có còn được anh em tín nhiệm nữa không? Tín nhiệm, tín nhiệm. Bẩm chủ tướng, tại sao chủ tướng hỏi lại câu đó? Ta hỏi như vậy là để nhắc nhở pháp lệnh phải nghiêm minh. Cụ Đô Trinh, hãy mang trong đồng tới đây. Tuân lệnh. Trưng nhị, dạ. Thánh Thiên, lo hương đăng dẫn một bàn hương án. Phiền Lê Chân tìm giúp tôi một thước thanh tang. Trời ơi, chủ tướng, đừng để ta nhắc đến pháp lực, thi hành ngay đi. Chủ tướng, hình như chủ tướng sắp ban một quyết định quan trọng. Ta muốn tế song thi tướng quân trước khi khởi tấn công. Chủ tướng, chủ tướng, mà đường ngắm dương